Xin chào tất cả các bạn. Thời gian gần đây, mẫu Xiaomi Mi 4 đang cực kỳ hot bởi mức giá chỉ chưa tới 3 triệu đồng. Với một mẫu điện thoại nguyên siêu, dù đã giới thiệu cách đây 2 năm, nhưng cấu hình vẫn không thể nói là lỗi thời, vẫn cho hiệu năng cực kỳ tốt, thiết kế ấn tượng mà chỉ có mức giá sinh viên. Ngày hôm nay chúng ta cùng điểm qua một số lý do tạo nên cơn sốt Mi 4. Với Mi 4 phiên bản 2GB, ngoại hình hoàn toàn không có gì thay đổi. Vẫn là chiếc Mi 4 có thiết kế quen thuộc với chúng ta, thiết kế khung kim loại cao cấp, nguyên khối, sự chắc chắn và cứng cáp đến từ kim loại mà điều là tất cả chúng ta sẽ cảm nhận được ngay khi cầm máy. Cái tên Apple Trung Quốc cũng không phải chỉ là hư danh. Tuy có sự vay mượn trong thiết kế nhưng Xiaomi đã làm cho thiết kế của Mi 4 trở nên dễ chịu hơn rất là nhiều. Khung theo có chất lượng cao cấp, tỷ lệ thuận với chất lượng gia công, rất đẹp. Mặt lưng hơi vát nhẹ, tăng độ bám vào lòng bàn tay tạo sự thoải mái tối đa. Trên cạnh trái là các phím chức năng, cũng có chất liệu là kim loại, được bố trí hợp lý cho việc sử dụng máy khi một tay dễ dàng hơn. Dù được thiết kế nguyên khối nhưng vẫn có thể tháo nắp lưng của Mi 4 ra một cách dễ dàng. Nếu các bạn sợ rằng điều này làm giảm sự chắc chắn của Mi 4 thì yên tâm, nắp lưng được gắn rất chắc và phải dùng đến hút chân không mới có thể tháo ra được. Ngoài cái nắp lưng mặc định theo máy thì chúng ta có thể thay đổi được các loại nắp lưng khác bằng tre, gỗ hoặc dán da để khiến chiếc máy có thể đẹp và phù hợp với chúng ta hơn. Bên dưới nắp lưng thì không có gì nhiều, có thể thấy được viên pin 3080mAh không thể tháo rời. Ở mặt trước là màn hình IPS LCD rộng 5 inch, độ phân giải là Full HD. Vào năm 2014 thì có thể nói Mi 4 có mật độ điểm ảnh thuộc top cao nhất với 441 PPI, là một chiếc máy cho trải nghiệm giải trí thuộc top cao nhất. Ngoài khả năng hiển thị ảnh và video cực kỳ đẹp thì khi kết hợp với cái giao diện MIUI 7 hiện tại, máy cho trải nghiệm cao cấp không hề thua kém với cái màn hình mẫu điện thoại ra mắt gần đây. Các icon phông chữ không bị hiện tượng rỗ hay răng cưa. Màu sắc hiển thị tươi, sắc nét cũng như có cái góc nhìn tương đối rộng vì sử dụng công nghệ màn hình LCD. Bên trong phần cài đặt màn hình, ta có thể cài đặt lại độ bão hòa và cái kiểu màu phù hợp hơn. Độ sáng tối đa cao nên việc sử dụng dưới môi trường ánh sáng mạnh cũng không gặp nhiều khó khăn. Chắc chắn ngoài giá cả thì hiệu năng cũng là một phần các bạn quan tâm nhất. Dù là phiên bản RAM 2GB hay 3GB, máy đều sử dụng con chip Snapdragon 801 loại tứ, có tốc độ dung nhịp cao nhất là 2.5GHz. Nếu so sánh về tốc độ mở app hay thực thi các tác vụ, nếu không biết trước là phiên bản nào thì người dùng khó thể phân biệt được đâu là phiên bản 2GB và đâu là 3GB. Bởi lẽ kém nhau chỉ 1GB RAM thì máy chỉ yếu hơn một chút về khoản chạy đa nhiệm, còn tốc độ thực thi các tác vụ không có thay đổi nhiều, vẫn rất nhanh và có độ trễ thấp. Điểm AnTuTu benchmark chênh lệch giữa hai phiên bản mình đo được cũng chỉ chênh lệch nhau khoảng 1.000 điểm thôi. Điểm trung bình mà mình đo được là khoảng 42.000, bằng hoặc thậm chí là hơn một số những cái mẫu điện thoại tầm trung hiện nay. Ra mắt đã được 2 năm cùng con chip Snapdragon 801 nhưng chắc chắn Mi 4 hiện nay không ngán bất cứ game 3D nào. Viên pin của máy có dung lượng là 3080mAh, cho thời gian sử dụng ở mức tương đối khá. Nếu sử dụng với các tác vụ không quá nặng, cường độ không quá cao thì một ngày hoạt động là điều Mi 4 hoàn toàn có thể làm được. Do sử dụng khung kim loại nên máy tản nhiệt rất nhanh, tránh được cái tình trạng hao hụt pin do máy nóng. Camera sau của máy có độ phân giải là 13MP và có khả năng quay phim 4K này. Ảnh chụp của máy mình thấy có độ chi tiết cao, ngay cả trong cái điều kiện thiếu sáng cũng cho chất lượng tương đối tốt. Cái chức năng xóa phông cũng làm khá là tốt chuyện nhiệm vụ của nó. Màu sắc được tái tạo lại tương đối là chính xác. Bên cạnh đó máy còn hỗ trợ một số các tùy chỉnh chuyên nghiệp như là cân bằng trắng này, tốc độ màn chập cho chụp ảnh phơi sáng này, tùy chỉnh ISO khi phơi sáng và có một chức năng khá hay đó là chụp trước lấy nét sau, rất hữu ích trong một số những trường hợp. Vậy với mức giá không tới 3 triệu đồng, các bạn sẽ có một chiếc máy rất là tuyệt vời. Hiệu năng cao này, màn hình Full HD có mật độ điểm ảnh lớn này, chụp ảnh tốt và cái cộng đồng người dùng rất là đông đảo, chẳng hạn như là Lộc Mobile Fan Group. Để tham khảo chi tiết các sản phẩm Xiaomi Mi 4 cũng như là mua hàng, các bạn vui lòng truy cập tại locmobile.vn và đừng quên để lại bình luận nếu như bạn cũng thích chiếc Mi 4 này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.